trước khi FTSE đưa ra kết quả. Nhiều chuyên gia đã có dự báo tích cực về việc Việt Nam được nâng hạng do quy mô thị trường vượt trội so với hai đối thủ khác là Argentina và Romania. Tuy nhiên, lượng thì Việt Nam đã thừa, nhưng chất thì vẫn còn thiếu. Như là chúng ta thấy trên thị trường chứng khoán, chúng ta rất ít khi chúng ta có những cái giao dịch nào không thành công hay là những cái thanh toán thất bại gì đó. Nhưng cái thanh toán ít rủi ro thì hiện nay SE Rochelle đang để ở mức là chưa đánh giá được, bởi vì họ cho rằng là họ không đủ dữ kiện để thực hiện đánh giá này. Nói khó đánh giá Việt Nam có đảm bảo chất lượng thanh toán hay không là vì Việt Nam vẫn còn thanh toán kiểu T+2, đồng nghĩa là khi giao dịch không thành công xảy ra, hệ thống vẫn có tận 2 ngày để giải quyết vấn đề. Trong khi tại các thị trường mới nổi, hệ thống đã sẵn sàng cho những giao dịch ngay lập tức T+0. Thị trường Việt Nam là chúng ta đang là giao dịch T+2, tức là khi mà chúng ta đặt lệnh khớp lệnh mua cổ phiếu ngày hôm nay thì sau 2 ngày thì cổ phiếu mới về tài khoản. Tuy nhiên là ở ngay cái thời điểm đặt lệnh thì chúng ta phải có sẵn tiền trong tài khoản. Theo thông lệ quốc tế thì nhà đầu tư chỉ cần ở thời điểm T0 không cần thiết phải có sẵn tiền trong tài khoản, mà chỉ cần có bảo lãnh phát hành hoặc là có xác nhận của ngân hàng lưu ký là chúng ta có thể thực hiện giao dịch. Việt Nam sẽ còn 1 năm để giải quyết các vấn đề về thanh toán để được nâng hạng theo FTSE. Tuy nhiên, ngoài hai yếu tố trên, tổ chức này cũng gửi lời nhắn nhủ một vấn đề nhức nhối không kém trong báo cáo xếp hạng. Vẫn là vấn đề giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại nhiều nhóm ngành trọng điểm. Nếu Việt Nam không tạo điều kiện hơn cho người nước ngoài mua cổ phần, thì họ bắt buộc phải chọn các thị trường khác. Gần đây, việc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố kế hoạch xây dựng các bộ chỉ số đầu tư nhóm cổ phiếu hết room ngoại cũng là động thái tương đối tích cực. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều này khó làm hài lòng các nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu mục tiêu. Và chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết NVIDIA sẽ làm hướng đi cần thiết.